Có những người muốn thay đổi cuộc đời khi cuộc sống quá khó khăn. Họ thay đổi bằng cách họ nghĩ đi đánh bài ha. Họ tìm cái số phận vận may mình trong cái cuộc đánh bài. Họ nghĩ rằng mình sẽ đem vào đó, mình bỏ một số tiền nhỏ để mình ăn được một số tiền lớn ha. Thì khi cái người mà vào đánh bài mà không có ý niệm để ăn đâu, các vị đưa tay nói hả? Ai từ xưa giờ đánh bài mà nói là tôi vô tôi đánh để tôi cúng dường, cúng không cho mọi người á, ai có ý niệm đó đưa tay lên coi hả? Tất cả chúng ta khi đánh bài là có ý niệm gì hả? Đi đánh bài là muốn sao? Muốn ăn, đúng rồi. Tức là mình vào đó mình muốn bỏ một số tiền này để mình ăn được số tiền lớn hơn. Và tất cả mọi người khi bước vào đó là đều có như nhau bằng lòng tham như vậy. Nó để dẫn chúng ta đi vào trong cái đó. Nhưng mà xin thưa các vị, có ai trong xã hội này được làm giàu bằng cái việc đánh bài không? Có không? Nếu có thì cổ ngôn người ta làm gì có nói một câu là cờ bạc là bác. Bác gì? À, bác thằng bần. Ai cũng biết này không? Cờ bạc là bác thằng bần. Bài bạc như thế không thể nào làm giàu được. Như vậy nếu chúng ta có một cái suy nghĩ thiện cận như vậy, chúng ta nghĩ đánh bài để tìm vận may, để đổi được cuộc đời chúng ta, thì ở đây các vị thấy rằng nghĩ gì vậy là tiêu cực. Cái cách đổi đời này nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Vừa rồi tôi nhớ tôi đọc cái tờ báo mà có cái chuyện mà, xin thưa các vị, luật pháp thì chưa kết luận, nhưng mà chỉ đưa lên cho chúng ta thấy một ánh sáng, lé lên một manh mối của một vấn đề. Đó là một nhà báo bị thiêu, tức là bị phóng hỏa đốt thiêu trong đêm đó. Và cái manh mối ra cuối cùng là nó chỉ lộ thôi chứ người ta chưa kết luận. Là người ta điều tra ra được là người vợ vì vấn đề là lén lút đi đánh bài đã thiếu hơn 1 tỷ bạc. Và nó có nhiều cái mấu chốt liên hệ đến cái điều đó. Cho nên trong bài báo người ta đang ám chỉ rằng manh mối nó khởi phát không phải là một kẻ thù, không phải là một ai hết, mà người đó rất có thể người ta ám chỉ đó là người vợ đó. Nếu các vị đã từng đọc trên báo Việt Express, tức là báo Việt trên mạng, chúng ta sẽ thấy được điều này. Như vậy từ những cái hành động này nó dẫn đến một cái tội lỗi vô cùng nguy hiểm. Có người muốn đổi đời bằng cách như thế này nữa, tức là đi bán những cái chất mà gọi là heroin á, tức là thấy cái đó dễ có tiền, cho nên nó muốn thay đổi cuộc đời là bằng cách đi làm những cái đó để đầu độc cho những cái người nghiện ma túy, để làm băng hoại một xã hội như vậy, làm chuyện sai luật pháp như vậy. Có những người muốn thay đổi cuộc đời bằng cách rất lạ kỳ, là có nghĩa là tài sản của thiên hạ tự nhiên mình muốn có ý niệm là muốn đoạt về cho chính mình bằng những lòng tham. Mình đi thấy người ta có tiền có bạc, người ta làm ăn, người ta cực khổ mồ hôi nước mắt, mình muốn ở không vậy, mình tìm cách mình đoạt một cái, mình gom hết tất cả những niềm hạnh phúc, hy vọng, cực khổ của thiên hạ để mình nghĩ mình đổi đời bằng những cách đó. Hoặc là người ta đã làm cả đời, người ta gom quén lên được những đồng tiền, mình suy nghĩ một cái cách mánh mung gì đó, mình tập hợp, mình gom vốn bằng cách phi pháp gì đó, cái mình gom hết tiền hết bạc người ta, cái mình tẩu thoát, chạy trốn pháp luật, chạy trốn mọi người. Tức là mình muốn thay đổi cuộc sống mình bằng ý niệm tội lỗi như vậy. Tức là mình muốn tìm sự đổi đời của mình trên cái đau khổ của người khác bằng một cách quá đáng. Có người muốn suy nghĩ đổi đời nữa là những thân phận của chúng ta, có những người phụ nữ trẻ, nhất là ở quê, cuộc sống nghèo nàn vất vả, dễ có ý niệm là đổi đời bằng cách là dùng thân mình để mua chuộc tất cả những người ham vui, để chúng ta có thể thay đổi. Tức là chúng ta tìm những người giàu có, thậm chí những người này chúng ta rất biết rất rõ họ đang có vợ, có con, họ có cuộc sống, nhưng chúng ta bằng mọi thủ đoạn của một mỹ nhân kế để chúng ta có thể làm, để chúng ta chụp giật cái người đó, để ly dị, để chia tài sản với gia đình, để chúng ta có được những đồng tiền như vậy. Những thanh niên chúng ta muốn đổi đời, chúng ta tìm những cái người, mặc dầu chúng ta ví dụ như một tài xế, chúng ta lái xe cho ông bà của một giám đốc nọ, ví dụ vậy, hay là của một tổng công ty nọ, hay là của một doanh nghiệp nọ. Chúng ta muốn dùng những cái tình cảm riêng của chúng ta để chia cắt tình cảm của họ, bằng cách là chúng ta còn trẻ, chúng ta lợi dụng những cái điều đó.
Tất cả những cái điều này đọc trên cái bản đọc của tác báo thông tin hàng ngày, sao thấy sự đổi đời chúng ta thấy ngán ngẩm quá ha. Thay đổi như vậy là quá nguy hiểm. Cái đó nó dẫn đến sự băng hoại của đạo đức, suy thoái của một nền xã hội. Nếu điều này được mở rộng ra và chúng ta có khuynh hướng tiêu cực như thế này, thì xã hội loài người chúng ta sẽ nguy hiểm. Sự mất đạo đức, sự mất trật tự của xã hội, và ở đây bắt đầu tình người một cách nhân đạo bắt đầu chấm dứt, kết thúc lần lần. Nó chỉ là những cái riêng để phục vụ cho tình tài danh vọng một cách vô lối như vậy, thì vấn đề này đem đến sự đau khổ cho chúng ta, cho thế hệ chúng ta, cho cả thế hệ mai này. Nên là chúng ta phải để ý. Cách này vài hôm, có một cô gái này ở từ Long Xuyên trở về chùa tôi để tìm. Cô này 26 tuổi, cô ta cũng tốt nghiệp đại học, đại học bên quản trị kinh doanh hay là đại học bên du lịch gì đó, tức là cô cũng có một hai cái mảnh bằng đại học. Cô ta cũng có người yêu, ngày xưa là những bạn đồng học với mình. Nhưng mà khi ra trường thì cô ta có suy nghĩ rằng người yêu của mình gia đình cũng nghèo và bản thân cũng bình thường, cũng công ăn việc làm, cũng tạo những đồng lương thấp thoải như vậy. Thì cô ta nghĩ như thế này mình không có phát triển tốt được. Cho nên cô ta để ý một anh chàng này, đó là một doanh nhân 40 mấy tuổi rồi. Anh ta có gia đình và hai con. Nhưng mà chính cái chỗ mà anh ta là một doanh nghiệp đó, anh ta có một cái khối lượng tài sản tương đối, có một uy tín về xã hội tương đối. Cho nên cô ta mới nghĩ cái cách là mình còn trẻ, mình chưa chồng, như vậy dứt phát rất có thể là mình sẽ chiếm đoạt được tình cảm anh ta bằng cách này cách khác. Cho nên trong quá trình giao tế một thời gian ngắn, thật lòng thì cô ta cũng đã chiếm được cái tình cảm của anh ấy. Cuối cùng cô ta cũng có với anh đó một đứa con. Nhưng mà chỉ một điều là như thế này, anh ta lần lựa như thế nhưng mà gia đình thì không bỏ được. Mà bây giờ đến cưới với cô này thì cũng không cưới được. Cô này thì lẩn quẩn giữa tình lý đời, gia đình bên đây bên kia cũng không giải quyết được, kéo dài cho đến 5 năm. Mối tình kéo 5 năm nhưng mà đứa con thì mới khoảng 3 tuổi. Trong cái việc này cô quá đau khổ cho nên cô mới đến tìm tôi và cô tâm sự. Tôi nói ở đây cô là một con thiêu thân. Cô biết rất rõ như vậy mà cô còn lao vào. Như vậy là cái suy nghĩ quá thiển cận. Nếu cô suy nghĩ đi, nếu cô được thì gia đình người ta tan nát. Như vậy lương tâm con người của cô làm được chuyện đó sao? Còn nếu cô không được thì cô mất đi đời con gái một cách oan uổng. Cả hai điều này đều không đem lại một lợi ích, đều không có kết quả tốt, đều đem đến sự oan trái đau khổ. Cô biết rất rõ mà tại sao cô lao vào. Cô nói thật ra thì hồi lúc đầu cô cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà cô nghĩ đơn giản hơn nhiều ha. Rồi cuối cùng từng bước dấn thân như vậy, để cuối cùng bây giờ được không được mà không không không, lưng lửng giữa chừng. Cô làm khổ cô làm khổ gia đình bên kia như vậy. Như vậy mình biết rất rõ từ ban đầu mà tại sao mình lại lao vào. Cái vấn đề này là mình tự nguyện dấn thân bằng suy tư để đổi đời một cách nó không đúng. Cho nên chính cái chỗ này, cho nên vì vậy chúng ta đã tạo nên sự oan trái trong cuộc đời quá nhiều. Vì vậy tôi đã từng nói rồi, trên cuộc đời này trời làm chúng ta khổ cũng có đó, nhưng ít. Nhưng mà trên cuộc đời này ai làm chúng ta khổ nhiều nhất? Người làm người khổ nhiều nhất. Người làm chúng ta khổ hơn trời, có phải không? Những oan trái, những đau khổ, những gì đó, chính con người làm đau khổ hơn trời. Trời ở đây mang tính cách tưởng tượng, đó là quy luật của thiên nhiên thôi. Là những thiên tai, những cái gì đó trong cuộc đời nó có thể có xảy ra đó, nhưng mà nó có một mức độ và cái sự giới hạn của nó. Còn người làm chúng ta đau khổ là dồn chúng ta vào chỗ chết, đi đến sự nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngày xưa trong câu chuyện mà cổ học Tinh Hoa có câu chuyện, có một con giả can nó tâm sự với một cái loài khác. Thì khi được hỏi, nói trong cuộc đời anh sợ cái gì? Anh có sợ cọp không? Nói không.
anh có sợ người không? Nó không. Anh có sợ voi không? Không. Anh có sợ sư tử không? Nó cũng không nữa. Nó vậy là tất cả những thế lực mạnh như vậy mà anh không sợ, vậy anh sợ cái gì? Nó nói, tôi chỉ sợ giả can thôi. Nó là giả can, nó chỉ sợ giả can thôi. Hỏi tại sao như vậy? Thì nó mới trả lời rằng chính giả can mới biết khuyết điểm của giả can, mới biết bí mật của giả can, mới biết được những cái chỗ điểm yếu của giả can. Và chính như vậy giả can mới giết được giả can, chứ không ai giết được giả can cả. Câu một câu trong cổ học Tinh Hoa nói để chúng ta suy nghĩ điều gì? Chính con người mới hiểu được tâm lý của con người, hiểu được khổ vui con người, khổ được, hiểu được khát vọng con người, hiểu được tham vọng của con người, hiểu được này kia của con người. Cho nên họ đánh vào những cái khuyết điểm này. Nếu họ quyết định họ đánh gục một cái người nào đó, họ can những cái khuyết điểm đó, họ đánh chắc chắn là không có chạy khỏi. Nếu một con người chúng ta tham tiền, họ sẽ đánh vào lòng tham của chúng ta bằng tiền. Một con người háo sắc, họ sẽ đánh vào cái sự thất bại danh vọng địa vị gia đình chúng ta bằng sắc. Một người háo danh, họ sẽ đánh vào chúng ta bằng cái danh. Tất cả những cái này, con người chúng ta khôn ngoan lắm, hiểu biết tất cả để có thể đánh đổi những cái này. Trong cuộc đời chúng ta nên để ý những cái này. Cho nên Phật dạy tu là vậy. Tu là vậy đó. Cho nên giữa cuộc đời này, nếu ai có vận dụng tu hành sẽ được một sự bình an. Nếu chúng ta có đổi đời cũng đổi trên danh chánh ngôn thuận, bằng cả một tâm quyết, bằng cả một tài năng, bằng cả một sức lực của chính mình một cách chân chính và đúng pháp. Người Phật tử chúng ta phần lớn thành công bằng những con đường này. Cho nên chính cái chỗ đó mà con đường thành công của người tu theo Phật, đi trên con đường thành công mà không giẫm đạp trên nỗi đau và sự thất bại của ai cả. Đây là chúng ta nên để ý.